chỉ sự độc giáo tình hàng ngày đang quyết định bổ nhiệm một vị chùa linh trị. Hôm nay chúng ta đang làm tốt một vị cho tổ chức lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm chủ trì, đồng thời chúng tôi cũng cảm ơn tam bảo Thank you.
hàng đặt. Pháp sư Đàn Giải Văn Phật Tổ chùa Liên Trì là những người Phật tử tại gia, chúng con nghe theo lời Phật dạy qua sự giáo hóa của chư tăng. Cuộc sống là vô thường, sanh lão bệnh tử, đó là một điều dĩ nhiên trong cuộc đời và trong kiếp người. Thế nhưng trong thân nhân của chúng con có những người đã không kiện theo lẽ thường ấy mà chết một cách bất đắc kỳ tử, như tai nạn giao thông, tên rơi, đàn lạc, thần phù nhau để đem giết, và họ đã ra đi một cách quan thức. Không biết bây giờ thân nhân của chúng con để quan thức như vậy hương hồn ở đâu, trong minh mông vô cùng của vùng tù, trong tam đồ lục đạo đau khổ của địa ngục. Hôm nay nhân ngày lễ công nhận cơ sở chùa Liên Trì và Bồ Niệm Trụ Trì, đại đức Tấn Trụ Trì ban hồ từ chúng con thiệt lễ trai đàn Giải Văn Phật Tổ truy niệm tiền hiền công đức, trong đó cứu độ cho bao hoan hồn phật tử mà thân nhân chúng con đã đang chịu đựng trong cảnh luân hồi. Đáp lời thỉnh mời của ban hộ từ và tất cả Phật tử chúng con và thường quan tâm, đó là một điều vinh dự. Chúng con hy vọng rằng những hoan hồn thân nhân của chúng con sẽ nghe lời khai thị của hòa thượng để tìm hiểu và trở về siêu sanh được đạt phúc, được mong hòa thượng từ bi quan thị khai thị. Nam mô Tịnh Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chính Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Ra Di Đà Phật. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chính Minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức thiện niệm tâm, thật là một phước báo hay, tất cả những hương linh, những oan hồn phụng tử được cái sự từ bi hoan hỷ của chư tôn hòa thượng chấm tích quan lâm làm pháp thiết ma để được thanh tịnh hoàn toàn, cùng với đại đức tâm trụ trì tại đây mở lượng từ bi vì thương xót vạn loại chúng sanh mà mở ra trai đàn kỳ siêu bạc độ nhân ngày, được nhà nước công nhận cơ sở và bổ nhiệm trụ trì. Đó là một cái phước báo vô biên. Trước khi vào hội khai mở cho chư hương linh, vong linh và các oan hồn muộn tử, chúng tôi được thừa tư và được cái sự tâm sai đến đây để đồng hộ niệm và trợ giúp cho chư hương linh khai mở tất cả những mối oan khiên, những chướng nghiệp mà xưa nay đã chấp chứa lâu đời. Trước khi vào buổi lễ khai mở này, chúng tôi xin thành tâm đảnh lễ mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, lịch đại tổ sư, thủy từ gia hộ, cho chư tôn hòa thượng chứng minh, chư thượng tòa đại đức hiện tiền tâm được thâm tâm thường an lạc và trí và viên viên minh để dìu dắt và tiếp độ không những cho những người hiện tiền mà còn mở lượng từ bi cho cứu độ cho những oan hồn phụng tử oan gia trái chủ lâu đời
được từ tư công đức này mà vãng sanh về cảnh giới an vui của Đức A Di Đà từ Bồ. Lành thay chư tăng hòa hợp, lành thay giáo pháp được tiên dương. Này chư hương linh, vong linh và các con hồn hưởng tử, hôm nay quý vị được cái duyên thù thắng là được chư tôn hòa thượng làm pháp thiết ma thân tịnh khai mở pháp đàn để triệu thỉnh quý vị về đây với cái mục đích là để giải trừ tất cả những cái oan kiêng, những cái chướng nghiệp mà từ vô thủy kiếp đến nay chư vong giả đã tạo nhiều, đã gây tạo với nhau, không những ở trong cái sự sống mà đã gây tạo từ vô lượng kiếp đến nay. Vì từ đó chư vong giả phải đọa lạc vào con đường tam đồ ác đạo. Vì thế cho nên đạo tràng hôm nay khai mở không ngoài cái mục đích rằng giáo lý của chư Phật không những độ sanh mà còn mở lượng từ bi thâm diệu để tế độ cho chư phong giả thừa tư công đức hôm nay mà được vãng sanh và giải trừ tất cả những cái ốm cừ oan kiêng nghiệp báo đã chứa chấp lâu đời kể từ khi xả thân thọ thân và từ cái tích lũy cho đến cộng tử nghiệp mà quý vị phải chịu đọa đày trong những chốn u đồ. Hôm nay chư tôn đức đã cung thỉnh được quý vị về đây không ngoài cái mục đích là khai mở để cho quý vị giải trừ tất cả những cái ôn kiên nghiệp báo mà lâu nay quý vị vẫn chứa chấp từ trong tâm và thức. Vì chứa chấp trong tâm và thức cho nên không bao giờ được vãng sanh ở cái cảnh giới của Đức A Di Đà từ Phụ. Vì thế cho nên trai đàn bạc độ được mở ra có nghĩa rằng chư Phật đã dạy hàng xuất gia như chúng tôi phải cứu độ những người hiện tiền và phải có trách nhiệm với chư phong giả là những người đã xả bỏ sát thân tứ đạo nhưng còn thức và tâm, bởi vì thức tâm tạo nghiệp, thân là cái công cụ để quý vị thực hiện theo cái ý đồ của mình, tức là tâm khởi sanh những nghiệp ác, thức phân biệt, rồi thân này mới hành động. Hôm nay thân của quý vị đã trở về với thân tứ đại rồi thì còn thức và nghiệp, tất cả những việc làm của quý vị trước đây thì nó vẫn theo quý vị như bóng theo hình. Không thể nào quý vị nói rằng chúng tôi không có tội, bởi vì chư Phật dạy rằng hà nhân vô tội, hà giả vô kiên. Làm con người khi thọ tinh cha biết mẹ thì không làm sao tránh khỏi những lỗi lầm, nhưng trong vô minh che lấp, trong danh lợi sắc tài, cho nên có nhiều lúc chư phong giả đã tạo vô vàn cái ác nghiệp để được phần mình, lấn áp phần người, để được gia đình mình an vui, mặc cho chúng sanh đau khổ. Vì thế cho nên khi xả bỏ sát thân lợi nhuận ở hiện tiền thì mọi người đồng hưởng, nhưng nghiệp lực ấy chư vong giả vẫn đeo mang. Và thậm chí có những người vì bất như ý sự trong sự sống
có thể tự vọng tự ái, có thể chém giết với nhau, có thể rằng bị tên bay đạn lạc, và cũng có thể rằng bởi khi sống không bao giờ tin nhân tin quả, và đồng thời kinh khi tam bảo một cách phi pháp. Vì thế cho nên đến khi xả bỏ sát thân thì cho dù rằng quý vị có tin nhân có tin quả hay không tin nhân tin quả thì nó vẫn theo quý vị như bóng theo hình. Đó là cái luật tự nhiên. Hãy tạo thiện thì được hưởng phước thiện, hãy tạo nghiệp quả sai ác thì phải trả quả sai ác. Đó là một cái điều bình đẳng và tự nhiên là như thế. Hôm nay có lúc Hương Linh khi xả bỏ sát thân vì oán hận cha mẹ, vì oán hận vợ con, vì oán hận bộ bạn, cho nên từ cái cộng tử nghiệp này nó kéo lôi cái tích lũy nghiệp xa xưa để rồi đọa vào những cảnh giới bất như ý sự, đau khổ vô cùng. Mặc dù rằng những người hiện đều là thân bằng quyến thuộc của quý vị, khi lìa xa người thân của mình cũng rất đau khổ, cũng cầu nguyện, cũng có thể là mời chư tăng về để mà làm lễ kỳ siêu cho quý vị. Nhưng cái điều quan trọng là siêu được hay không, đó là do chư hương linh không phát được tối hậu tâm, sửa sai tất cả những cái sai lầm khi mình còn mang thân tứ đại hay không. Nếu không sửa được thì dứt khoát rằng cho dù gia đình có trợ duyên, chư tăng có thanh tịnh, nhưng vô giả không phát tâm thì vẫn chịu trong cảnh u đồ và đau khổ vậy. Vì thế cho nên cứ mỗi lần các tự nhiên viện được đủ duyên phù thắng tạo nên trai đàn thì chư tôn đức không quên giải trừ tất cả những cái kiến chấp sai lầm của chư hương linh, mở ra pháp hội là trai đàn bạc độ để thức nhắc cho chư hương linh, chư oan giả và những oan hồn phụng tử được giải trừ tất cả những cái oan khúc, những cái chứa chấp, những cái oán thù ở trong tâm và thức của chư oan giả đã thừa tư công đức đó mà được vãng sanh vậy. Hôm nay chư tôn đức đã cung thỉnh quý vị về đây không ngoài cái mục đích rằng để quý vị hiểu được rằng nội oan khiên này, tất cả những cái oan gia trái chủ này ai tạo nên cho chư vong giả. Thưa chư vong giả rằng những cái oan khiên, những cái nghiệp báo, những cái chướng duyên mà làm cho vong giả không bao giờ siêu thoát được, cái đó không phải trời xanh hay là đất để, mà cái đó do chư vong giả khi lìa khỏi xác thân chấp mắt vào cái chết của mình, hoặc oán thù với những người xung quanh mình chứa chấp. Bởi vì chư Phật dạy rằng có người khi sanh ra không ngoài bốn cái tiêu chuẩn cốt yếu là đền ơn, báo ơn và báo oán. Bốn tiêu chuẩn đó trả thù và báo oán. Có những người nếu là thiện nghiệp thì trong liễu ranh thoát tử, Phật dạy một cách rõ ràng rằng nếu những người biết tín nhân quả, biết tu thân hành thiện thì khi lìa khỏi cái thân tứ đại rồi thọ thân trung ấm và được sanh với cái cảnh giới an lành mà khi vong giả còn hiện tiền đã tu nhân và hành thiện. Nếu chư vong giả là những cái người cực ác thì khi lìa khỏi thân tứ đại liền thọ thân trung ấm và đọa sâu vào những cái cảnh giới đau khổ, đó là địa ngục.
người trung bình, có nghĩa là thiện và ác lẫn lộn với nhau thì họ thân trung ấm để chờ đợi những người thân của mình là những người thân bằng quý thuộc. Tại sao chờ đợi? Tại vì quý vị đồng chung khuyết nhục với nhau, còn cái sự trợ giúp của người sống, tức là thân nhân của người sống, để trợ giúp cho hương linh. Nhưng hương linh phải có một cái phần phát tâm tối thượng, có nghĩa rằng thấy được cái sai điểm của mình mà phát tâm kiền thành, còn có cái sự thành tâm của những người còn sống là thân bằng quý thuộc, còn mấy sự thanh tịnh của người phương chiêu tâm trợ niệm thì mới vãng sanh. Nhưng rồi chắc rằng chư hương linh có cái câu mà tôi nhớ những người còn sống nói như thế này: tôi ghét người đó, tôi thề rằng sống thì để bụng, chết đem theo. Sống để bụng, chết đem theo. Thì có những lắm lúc chúng tôi gặp và hỏi chứ rằng sống để bụng những cái đúng, những cái mà cổ nhân dạy là con người thì phải tu thân hành thiện, đó là cái mục đích, cái sự sống tối thượng của con người. Còn quý vị sống để bụng chi những cái điều sai trái, những cái sự oán thù để rồi chứa chấp với nhau lâu đời lâu kiếp, nó thành ra là một cái tạp khí lâu đời mà đau làm đau khổ cho mình và trói buộc chúng sanh. Như vậy cái điều đó không đáng, nhưng mà quý vị không bao giờ nhận cái lời chân thật ấy, mà quý vị thề rằng sống để bụng chết đem theo. Nếu mà thù bỏ với những người xung quanh, hoặc là ốm con, ốm vợ, ốm chồng, hoặc ốm cha, ốm mẹ, nếu là người con có kiếp, thì khi xả bỏ sát tâm đi rồi, chứ Phật dạy rằng khi mà thọ cái tâm trung ấm đã như vậy rồi, nhưng mà không phát tâm, dứt khoát rằng không biến chuyển được tâm và thức, mà không biến chuyển được tâm và thức thì không bao giờ bản thân. Vì đó cho nên con đường tam đồ ác đạo, quý vị chư vong giả cứ ra vào như là về nhà mình vậy, không bao giờ xa lìa được cả. Vì thế cho nên cái mục đích trai đàn mà tổ đang có nghĩa là giải trừ tất cả, nói rõ tại sao chư vong giả vẫn chưa được vãng sanh, là vì chư vong giả vẫn có cái chấp sâu dày trong tâm và thức. Tuy rằng vong giả bây giờ cái thân tứ đại đã tan rã rồi, không còn thân nữa, không còn cái công cụ để thực hiện nữa, nhưng mà thức và tâm vẫn còn, nghiệp lực vẫn còn đeo bám tâm và thức của quý vị như bóng theo ấy, không bao giờ sai chạy cả. Vì thế cho nên quý vị phải thấu rõ hơn ai hết, và quý vị cũng đã thấm thía hơn ai hết, đã trải qua bao nhiêu thời gian rồi, bao nhiêu lời của chư tôn đức trợ duyên rồi, nhưng quý vị vẫn còn nguyên ở trong chốn vũ trụ. Tại sao? Là tại vì quý vị không khỏi mở được tất cả những cái oan nghiêm, những cái chứa chấp, những cái thù oán ở trong tâm và thức của quý vị. Thì giờ đấy quý vị về với cái trai đàn dạy con bạc độ này, tôi xin nói cho chư vong giả hiểu rằng tại sao phải dạy con để rồi được bạc độ, có nghĩa là được đến cái cảnh giới an lành. Thì ở đây tôi xin thưa rằng tại ai chứa chấp những cái oan khiêm mà phải dạy, thưa với chư vong giả rằng không ai chứa chấp những oan khiêm cả, mà cái người đẹp của chư vong giả rằng chư vong giả đã chứa chấp những cái oan khiêm, những cái thù hận, những cái sai lầm, những cái tay bất thiện nghiệp ấy vẫn mong rằng có dịp để trả thù. Thù oán như vậy có dịp để trả thù.
và cũng có lắm nơi ở những cái nơi đạo tràng niệm Phật chư tôn đức mở ra cái pháp gọi là trợ giúp cho chư phong giả để phát tâm hướng về hồi phương chư Phật để giải trừ tất cả những cái oan thiên nghiệp báo đã được phản sanh. Thế mà chư phong giả có người pháp thì đã được phản sanh, người còn thì còn ở đó. Vì thế cho nên hôm nay chư tôn đức triệu thỉnh quý vị về đây không ngoài mục đích là trợ giúp cho quý vị hiểu rõ tại sao phải giải oan, ai gắn kết cái oan gia trái chủ cho chư phong giả mà giờ này chư tôn đức phải giải oan, thì chúng thưa với chư phong giả rằng không ai gắn kết cả. Mà quý vị trong đời sống bởi vì danh lợi sắc tài, bởi vì tham sân si cho nên bất như ý sự trong sự sống, có những cái cầu không được sanh tâm oán hận, có những cái muốn không thành cho nên tham sanh tâm thù ghét. Vì thế cho nên chứa chấp trong nội tâm nội thức để rồi đến khi xả bỏ sát tâm thì tức ấy biến thành tâm, biến thành nghiệp, để rồi quý vị phải vay trả, trả vay là như thế. Cho nên giải oan tức là giải những cái oan kiếp, giải những cái nghiệp báo mà chư phong giả phải hiểu rõ cái mục đích để rồi phát lộ sám hối những cái sai lầm của chính mình, để giải trừ tất cả những cái oan kiếp chứa chấp trong nội tâm và nội thức của chư phong giả, để rồi được bàn trừ tất cả những cái sai lầm và được bản sanh tịnh độ. Thì như vậy ở đây tôi nghĩ rằng nếu nói chư phong giả thì chắc rằng chư phong giả là cái người mà thấm thía hơn ai đó. Nếu không được bản sanh thì như trong sanh tử kỳ thư Đức Liên Hoa Sanh có hướng dẫn những người còn sống như những người chết như thế nào. Có nghĩa là sau khi xả bỏ tâm tứ đại rồi thì trong vòng thời gian có nghĩa là 3 tuần lễ thì cái tâm giác của mỗi người giàu cực thiện hay là cực ác nó cũng vẫn sáng lên, và đức đại nhập Như Lai sẽ phóng quang trí độ. Nếu hương linh ấy khi lúc sống có biết ăn chay niệm Phật tu hành và tu thân hành thiện, thể nhập cái ánh sáng của chính tự tâm của mình, và nhờ cái sự phóng quang tiến độ của Đức Đại Nhập Như Lai mà được tư công đức cái việc tu hành của mình mà phản sanh. Và nếu không tùy theo mức độ khi hiện tiền quý vị tu hành tu thân hành thiện như thế nào, ánh sáng ánh nhanh hay chậm, và cái thời gian thứ hai là sau cái tuần lễ thứ năm ánh sáng nó phát sinh một lần. Nếu quý vị không thể nhập được thì ánh sáng nó phát lên một lần nữa, và cái ánh sáng nó phát lên thì rằng nghiệp lực nó cũng vừa sanh đến, và trong cái lần phát sinh ánh sáng thứ hai đó thì tất cả những cái nghiệp lực, những cái gây tạo, những cái sát sanh hại hoặc những cái tâm cực ác của quý vị cũng hiện lộ một lần, tất cả những cái hiện tượng đau khổ nó đến. Vì thế cho nên quý vị không kịp để thọ nhận cái ánh sáng của chính mình và còn với sự trợ duyên của Đức Đại Nhập Như Lai mà bản sanh đến cái cảnh an vui và hạnh phúc. Vì thế cho nên chư Phật chư Đại Bồ Tát phải mở lượng từ bi để khai mở và giải trừ tất cả những cái oan thiên nghiệp báo mà quý vị đã chứa chấp. Mà giờ này chúng tôi thừa lệnh chư Phật cũng như chư Tôn Đức Tăng để mà khai mở cho quý vị. Như vậy chư Phật dạy rằng, tôi nói cái điều thứ nhất sai biệt rằng chư Phật dạy rằng cái phước lớn nhất là
cái kẻ làm con biết yếu dưỡng cha mẹ, cái tội lớn nhất là cái kẻ làm con bất hiếu với cha mẹ. Thì tôi tin rằng ở trong chư quân giả và chư hương linh đây, chắc có lẽ rằng quý vị đã vấp phải cái tội bất hiếu. Cái tội bất hiếu nó lớn lắm, lớn vô cùng. Vì thế cho nên khi xả bỏ xác thân, cái tâm quý vị vẫn còn ốm, còn ẩm cha, ốm mẹ, cho nên chứa chấp cái khó hận đó để chờ dịp báo thù, hoặc là ôm hận người thân của mình, hoặc ôm hận những người chồng sống mong rằng được dịp là báo thù. Vì thế mà không bao giờ phát cái tâm tối thượng để được vãng sanh. Cho nên hôm nay thì quý vị phải thấy rằng tại sao người cha phải bất đắc dĩ đối xử với quý vị như thế, người mẹ bất đắc dĩ phải đối xử với quý vị như thế. Vì rằng không ai làm cha làm mẹ muốn cho con mình hư không mất nên bao giờ. Vì muốn con mình đến người, cho nên ta lắm lúc cũng phải có những cái biện pháp để hướng quý vị trở về với cái tâm và thức của quý vị. Thế mà quý vị không bao giờ thức tỉnh trong sự sống. Nếu quý vị làm ở một công ty xí nghiệp nghề nghiệp nào mà cái ông phụ trưởng ở đó có cái sự kiểm trách quý vị, thì quý vị liền xin lỗi, liền viết đơn xin gì, xin nhận cái sai của chính mình. Thế mà những người bánh gia sẽ thiệt quý vị để nuôi nấng quý vị lên người, nhưng mà không bao giờ quý vị xin lỗi người cha và người mẹ khi con đã lỗi. Thế rồi cứ cư mang cái phóng hầm ấy để thả bỏ xác thân rồi ôm cha ôm mẹ ôm thân bằng quyến thuộc của chính mình, chỉ hầm mong trả thù. Vì thế cho nên cái oán khí ấy nó vẫn muốn tập ở trong tâm và thức của quý vị, cho nên quý vị không phản sanh. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, có lắm lúc làm vợ vì ôm trách chồng, cho nên xảy ra những cái cuộc tự vọng tự ái vì ôm trách với nhau. Những cái oán hận ấy nó chứa chấp trong tâm thức, tuy thân tứ đại đã rã tan, nhưng mà cái ôm hận nó vẫn còn chứa đọng ở trong tâm và thức của quý vị. Vì chư Phật dạy rằng tội là tùng tâm và thức mà khởi. Vì thế cho nên quý vị không thấy cái chỗ sai lệch của chính mình thì dứt khoát rằng dầu cho gia đình quý vị có khóc than, có buồn thương như thế mấy, nhưng mà quý vị không thấy được cái lỗi lầm của chính mình thì dứt khoát rằng không được hoàn thành. Và trong cái thời gian tôi không biết là lâu mau, từ vô thủy kiếp đến nay, bởi vô minh che lấp tâm tánh của mỗi người, cho nên chúng ta đã tạo vô vàn trai đẹp, oán khí ngập trời. Để rồi chúng ta chỉ có một cách rằng, chư vong giả chỉ có một cách rằng được diệt báo thù. Vì thế mà không bao giờ giải thoát được. Cho nên hôm nay tôi thừa định chư tôn đức đến đây để khai mở cho quý vị rằng tất cả những cái điều đó nó có nhân và duyên. Nhân ấy nó không phải trong hiện tiền mà từ tích lũy nghiệp đến nay. Bởi vì quý vị có lúc làm cha mẹ bất từ với con cái, làm con cái bất hiếu với cha mẹ, cho nên sanh sanh tử tử luân hồi với nhau để gây tạo, để trả nhân và trả quả, gây nhân và trả quả với nhau, chứ không phải là cái việc tự nhiên. Nếu quý vị muốn xả, muốn đoạn lìa tất cả những cái sai việc này, thì hôm nay quý vị xả bỏ tất cả những cái tâm chứa đựng oán thù ấy đi, mới hầm mong chư Phật phóng quang tiếp độ cho quý vị.
chư tăng mới trợ duyên cho quý vị để quý vị thừa tương công đức đó mà bản thân. Cái ý nghĩa của hai cái chữ trai đàn có nghĩa là giờ đấy quý vị là thân nhân, là cha, là mẹ, là anh, là em, là thân bằng quyến thuộc của quý vị khóc than ám não kiềm thành trước ba ngôi tam bảo chí thành chí kính, mang bà vị của quý vị là tên tuổi của quý vị vào giữa Phật tiền thành tâm sám hối và cầu mong cho quý vị phát tâm để quý vị được vãng sanh, để quý vị được an vui và hạnh phúc trong trong mai mốt. Tôi nghĩ rằng giờ đây chư vô giả phải hiểu hơn ai hết những nỗi khổ, những niềm đau ở những cái cảnh giới mà quý vị đã đến, quý vị đã hành trì, quý vị đã trả nhân, đã gây nhân và trả quả, thì quý vị là những con người hiểu ơn ai. Cho nên tôi mong rằng chư vong giả phải hiểu như vậy. Và cái chữ giải oan ở đây thì có nghĩa rằng không phải chúng tôi giải cho quý vị, không phải gia đình thân nhân của quý vị giải cho quý vị, bởi vì chúng tôi giải thân nhân của quý vị giải nhưng mà quý vị vẫn chưa tắt chấp trong tâm đó thì dứt khó là không được hoàn thành. Quý vị thấy cái sai lầm của chính mình mà kiên thành sửa đổi, bỏ đi cái niềm thù, bỏ đi cái niềm báo thù thì quý vị mới thành thân tâm và đức Phật. Cho nên đó là giải quan. Tôi chắc rằng cứ mỗi năm đến mùa Vu Lan, cả kẻ sống và người chết, khi mà quý vị đã giải quan được rồi thì mới bàn được cái nghiệp của chính mình mà sanh về cảnh giới an vui đó là bắt đầu. Và bây giờ thời gian không có cho nên tôi không giải thích rõ cái chỗ mà bạn độ này. Nhưng mà chúng ta xa lìa được cái nghiệp ác thì trở về cái nghiệp thiện. Và chúng ta đã trở về cái nghiệp thiện thì con đường thánh đức chúng ta sẽ được bước vào. Cho dù rằng quý vị không có tâm, không có, có cái tâm tính đạo, nhưng mà tâm và thức quý vị là cái nguyên nhân tối hậu để tạo dựng cho cái sức sống và tương lai quý vị sẽ an vui và hạnh phúc. Đó là hai chữ giải thoát. Và bản đồ có nghĩa rằng xa rời tất cả những cái vô minh đen tối, trở về với cái trí sáng, cái tư trí sáng suốt quang minh của chính mình, không gây tạo những cái điều sai lầm để rồi chúng ta sống an vui và hạnh phúc. Đó là bản đồ. Thì cứ mỗi năm quý vị khi về chùa làm Phật tử dở cái quyển kinh Báo Hiếu và dở cái quyển kinh Vu Lan thì quý vị đã thấy hả? Phật dạy rằng cái phước lớn nhất là làm con có hiếu, cái tội lớn nhất là làm con bất hiếu. Thì rằng trong một cái hoàn cảnh và một cái nhân chứng tốt được là gia đình của Đức Đại Hiếu Mục, bởi vì Ngài biết mẹ mình là cái người mà tạo nhiều cái sai biệt, không có tu nhân hành thiện cho nên tạo nhiều cái nghiệp sai biệt cho nên chết phải đọa đày vào những cái cảnh giới đau khổ. Cho Ngài vâng lời Phật, Ngài làm người xuất gia và vâng lời Phật dạy rằng làm con đạo ta là đạo hiếu, hạnh ta là hạnh hiếu, cho nên Đức Mục Kiền Liên Ngài tu hành chứng được lục thông. Khi Ngài chứng được lục thông rồi thì nhớ lại lời của Đức Thế Tôn dạy, làm con phải báo hộ thân ơn cha mẹ. Trong kinh Báo Hiếu cho dầu vai trái cổng cha, vai mặt cổng mẹ, đi khắp hòn núi tu di trên mòn ngã xương cũng không báo được cái thân ơn sinh thành vũ trụ này. Cho nên Ngài chứng đạt lục thông thì Ngài bèn dùng lời vẽ nhãn mà quý vị đã đọc cái kinh Vô Lan quý vị hiểu
dùng ngoại nhãn để tầm mẹ thì thấy mẹ ngài quá thật rằng mẹ ngài khi còn sân đều tạo nhiều cái ác nghiệp cho nên khi chết thần thức và tâm bị đọa vào cảnh giới ngạ quỷ đau khổ vô cùng. Thì ngài cảm hoài cái tình thân mẫu tử cho nên ngài đến thân mẹ và dâng cho mẹ bát hương, thì cái lòng ác nghiệp của bà và cái tiềm khiên bổn tẻm của bà nó nổi dậy sợ những người quỷ đói trong cái cảnh giới đó cướp giật của bà, cho nên bà che lại và bóc ăn thì cương đương chưa vừa lần vừa tới miệng thì hóa thành than lửa trong luôn. Ngài đau khổ vô nhớ lời Phật dạy, ngài liền về giảng đường bạch với Đức Thế Tôn tìm phương cứu mình. Đức Thế Tôn dạy rằng này đại hiếu một kiền liên, tuy rằng ông chứng được lục thông cảm đến trời đất thiên địa quỷ thần đều cảm động trước cái lòng hiếu đạo qua, nhưng mẹ ông gây tội qua sâu nặng mình ông không thể cứu được, phải nhờ thần lực của mười phương tâm mới hồng mong cứu mẹ. Và cái điều tối ưu quan trọng là ngài một kiều liên, trong khi thân mẹ ngài khuyên mẹ rằng mẹ hãy cố gắng hướng về Tam Bảo, bởi vì bà một mẫu khi đó luôn luôn phỉ báng Đức Phật, phỉ báng ba ngôi Tam Bảo và bà tạo tất cả những cái ác nghiệp, cho nên khi đó bà đau khổ tận cùng trong những cái cảnh giới đó thì bà mới chịu nghe lời Đức Một Kiều Liên khuyên mẹ hãy tu nhân hành thiện sửa sai tất cả cái nghiệp báo của mẹ, thì con mới bạch Phật tìm phương để cứu mẹ. Thì quả thật rằng Đức Một Kiều Liên vâng lời Phật dạy, đi thỉnh mười phương chư tăng như đạo rằng hôm nay. Có nghĩa là đại đức chú trì ở đây cũng vì cái tâm từ bi mà chư Phật dạy, muốn cứu độ các phong giả, mà các phong giả ấy là thân bằng quyến thuộc chung, bởi vì chúng ta sanh ra tự lại bao lần, cho nên chúng ta mờ tối trước với những vạn loại chúng sanh mà thôi, chứ thật sự tất cả đều là thân bằng quyến thuộc của ta, cho nên mới mở ra cái trai đàn đại oan bạc độ, không ngoài cái mục đích là để cho chư phong giả là những người thân bằng của mình phát tâm tối thượng sửa sai mà vãng sanh về miền an dưỡng để được an vui hạnh phúc cho kiếp sống sót này. Và đồng thời trong ngày đó ngài một kiều liên đi kiều tỉnh mười phương chư tăng thanh tịnh và cầu nguyện làm lễ cúng dường và cầu nguyện, thì quả thật này đã còn mất sự phát tâm và oai thần của Tam Bảo thì bà ấy được sanh thiên. Và mọi chúng sanh ở trong cái cảnh giới như bà, nếu ai đã phát tâm thì được vãng sanh, còn những người không phát tâm thì ở lại. Mà tôi nghĩ rằng những người không phát tâm thì phải ở lại, chứ không phải nói rằng từ bi trong đạo Phật chỉ cứu vớt những người có cái tâm thấy rõ mình sai việc mà thức tỉnh ăn năn sám hối tất cả những cái sai việc của chính mình, làm lại tất cả những cái điều mà cần làm thì chư Phật mới phóng quang tiếp độ. Thì Đức Đại Nhập Như Lai cũng đang chờ đón chư vị phong giả ở trong cái đạo tràng này. Nếu vị nào phát tâm thì ngài liền phóng quang hương linh sẽ theo đó mà được thừa tư công đức vạn sanh. Thì giờ đây là một cái thù thắng nhân duyên tốt thượng, chư phong giả nếu không phát tâm ở cái chỗ này, cái duyên này, thì tôi tin rằng chư phong giả sẽ chịu đọa đày nhiều kiếp hơn nữa.
và cũng có thể mang lâu đổi sừng làm những loài súc sanh để đền trả nợ cũ vậy. Chư vong giả thân thương, giờ đây quý vị thấm thía hơn ai hết những nỗi khổ ở trong tận cùng mà mình đã gây ra. Giờ đây chư vong giả cũng thấm thía hơn ai hết những nỗi, những điều mà mình đã làm để tự giam trói mình trong cảnh giới đau khổ tùy theo mức độ và sự sống mình tác tạo, tâm nghĩ, ý thức phân biệt và thân này tạo tác, thì giờ đây cũng thấy đau khổ. Tôi mong rằng chương linh nhân cái đại tiên hôm nay mãi phát tối thượng tâm, sửa sai trong tâm thức của chính mình những điều chấp mắc không lợi, và xóa đi những tâm hận thù báo oán đi, để được thanh thản tâm và thức của quý vị để được vãng sanh. Bởi vì trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy một cách rõ ràng: nghiệp cảnh đại thừa, có nghĩa là quý vị khi đã tạo tác tất cả những cái sai biệt của chính mình, thì giờ đấy tâm và thức của quý vị phải đối diện trước cái minh cảnh đại thiền, có nghĩa là tất cả quý vị làm như thế nào thì cái đó nó sẽ chiếu rồi là tất cả những cái việc làm của quý vị, quý vị tự thọ nhận qua tự đọa đầy, chứ không ai làm khổ quý vị đâu. Như vậy thì trên con đường Phật đạo, chân lý của Đức Phật dạy rằng chúng ta chỉ dừng lại tất cả những cái sai lầm, chúng ta phát tâm kiềm hành sửa sai, tức là ta sẽ trở về với cái sự sống nó có vô cùng đầy đủ ý nghĩa. Ở đây tôi muốn nhắc cho kẻ sống và người đã khuất như thế, và trên tiêu chuẩn cái giáo lý của Phật là có nghĩa là khai thác cái tiềm năng thành tựu. Bởi vì chư Phật dạy rằng trong mỗi chúng sanh, nhất là chúng sanh giai ở Phật tánh, mỗi người chúng ta cái dầu thực thiện, cái dầu thực ác, cái dầu sống trong một cái hoàn cảnh nào, nhưng chúng ta không có cái tự tánh, cái tự tánh ấy là Phật tánh, là chân tâm cho nghiệp lực dẫn dắt. Hôm nay chư vị tuy đọa ác đạo vẫn còn có thể nắm bắt cơ duyên nghe kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiền, tích công lụy đức, lấy tâm yêu thương chân thành hóa giải vô lượng oán thù, hộ trì chánh pháp, nhất tâm cầu sanh về cảnh giới của A Di Đà tịnh độ. Đây là nhân duyên trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được duy nguyện, chư vong giả luôn luôn hiểu biết điều này mà y giáo phụng hành vậy. Vậy chư vong giả hãy quỳ gối chắp tay mà cầu xin sám hối với Tam Bảo để được giải trừ tất cả những cái oan gia trái chủ lâu đời vậy. Ngã tích sở tạo chư vọng nghiệp, gia do vô thị tham sân si, cùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhập thế con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý vị cảm ơn người xa xuống một. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
chư bông già, anh ngồi xuống quỳ gối trong tay. Giờ này quý vị đã thắp sáng mối rồi, thức và tâm của quý vị đã được thanh tịnh. Giờ đây tôi thừa tư oai lực của mười phương chư Phật và thiền tiền chư tôn đức tăng trao truyền tam tụng tịnh giới cho chư phong giả. Và chư phong giả hãy thành tâm thành ý lắng nghe và thọ nhận, nguyện đời đời kiếp kiếp không lìa ba cái pháp tối thượng này. Thì chư phong giả xây dựng cái sức sống cho mình ở mai hậu và hiện tiền quý vị được thoát khổ và được an vui vậy. Cái tụ giới thứ nhất là chư mong giả kể từ hôm nay cho mãi vô lượng kiếp về sau nguyện quy y Phật bảo. Tại sao chư mong giả phải quy y Phật bảo ở đời? Vàng bạc ngọc ngà châu báu và cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc là cái chỗ dựa của quý vị, nhưng rồi nó cũng không thường còn, bởi vì Phật dạy rằng vô thường, vì vô thường cho nên không thường còn. Duy chỉ có Phật bảo là cái tự tánh của mỗi người hiện có mà cái hiện bày cho mọi chúng sanh thấy là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã xả bỏ cung vàng điện ngọc, 6 năm khổ hạnh đường già và hàng phục mọi cái ma chướng từ nội ma mọi chướng đã thành bậc chánh giác, vì Ngài đã xuyên suốt cả không gian và thời gian này vẫn tồn tại ở vạn triệu năm thường còn bất biến, cho nên mọi người chúng ta phải quy Phật bảo, bởi vì Phật bảo là cái ngôi vị diệu nhất hướng dẫn con người từ vô minh đến cái chỗ sáng suốt, từ cái chỗ sai lầm trở về cái đường chân nẻo chánh, và không bao giờ hướng dẫn chúng sanh có những cái điều làm sai biệt trói mình và một người. Vì thế cho nên quy y Phật bảo, hay nói một cách khác, đệ tử hay con giả quy Phật bất đọa địa ngục, tại vì chư Phật luôn luôn dìu dắt hướng dẫn chúng sanh làm những việc đáng làm, thể hiện những cái điều đáng nghĩ và luôn luôn tu thân hành thiện, không làm não loạn chúng sanh, không mê mờ, không đen tối, mà luôn luôn hướng dẫn chúng sanh trở về với đường chân nẻo chánh, cho nên không gây tạo cái nhân sai biệt. Sai biệt ấy là nhân của địa ngục, vì địa ngục cho nên có những cái sai biệt, mà chư Phật thì luôn luôn hướng dẫn chúng sanh không có niệm sai biệt, tâm và thức luôn luôn nghĩ đến điều chân chánh, hướng về mình hiểu rõ một cách rõ ràng rằng ta là Phật sắp thành, nếu ta theo đúng cái con đường mười phương chư Phật đã dạy. Đó là cái tụ giới thứ nhất mà chư vong giả nguyện đời đời kiếp kiếp, dầu xả thân này thọ thân khác, con nguyện y giáo phụng hành, không còn bao giờ xa rời cái tánh Phật của chính con, để con không tạo nhân địa ngục và đau khổ trong cảnh giới mà con đã gây thọ. Cái tụ giới thứ hai là chư vong giả quy y pháp bảo. Tại sao chư vong hành giả đã quy Phật rồi mà còn phải quy pháp? Bởi vì pháp là một cái phương pháp thực tiễn nhất mà Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ suốt cái cuộc đời tu hành của Ngài đã thể nghiệm một cách rõ ràng, và đem lại sự an vui, hạnh phúc cho chính Ngài,
cho nên Ngài đem cái giáo pháp ấy mà hướng dẫn dìu dắt và dạy bảo chúng sanh hãy đi vào con đường chánh, chánh tư duy và chánh chánh niệm ấy, để không tạo thai nhân sai biệt, làm đau mình và khổ người. Vì thế cho nên chư Phong Giả Vi Pháp Bảo, hay nói một cách đầy đủ hơn là Phong Giả Vi Đệ Tử Vi Pháp Bảo là không đọa vào cảnh ngạ quỷ. Tại sao không đọa? Tại vì cái phương pháp của chư Phật đặt ra là con người phải biết thương yêu, phải biết tương quan trong sự sống, không gây tạo những cái đau khổ cho người. Bởi vì người đau khổ tức ta đau khổ, không tạo cái nhân bất thiện, tức là không gây cái mầm mống của cái cảnh giới đau khổ. Bởi vì như quý vị đã biết, làm ngạ quỷ hay chọc phá sân hận và si mê, cho nên luôn luôn gây tạo những cái nhân xấu, để rồi cái quả xấu ấy nó đến với mọi người. Vì thế cho nên quy Phật Pháp Bảo là không tạo cái nhân của ngạ quỷ. Vì thế mà hướng lên đời đời kiếp kiếp nguyện rằng, kể từ giờ phút này cái mãi vô lượng kiếp về sau, con chỉ giữ gìn cái quy pháp bảo này như là tâm mạng của chúng con. Con nguyện không bao giờ xa lìa để con khỏi những dây gây cái nhân ngạ quỷ, để con được an vui và hạnh phúc. Cái tụ giới thứ ba là quy y tâm bảo, hay nói đủ hơn là quy y tâm bất đọa bàn sân. Tại vì tại sao phải quy tâm, mà quy tâm rồi thì không đọa bàn sân? Thưa chư Phong Giả rằng, chư tâm thừa hành cái chân lý của chư Phật đã khai mở nhiều dắt và dạy dỗ chư tâm là người xuất gia học đạo, và đồng thời mang sứ mạng là tác Như Lai sứ trì hành Như Lai sự, cái nghĩa là nhiều nhất hướng dẫn dạy dỗ cho tất cả vạn loại chúng sanh trong bao đó thôi, những người sống và kẻ chết, không làm những cái việc sai trái, không tạo những cái duyên bất thiện, và luôn luôn hướng dẫn con người trở về đường chân nẻo chính, không trói mình và buộc người. Vì thế cho nên mọi người phải quy tâm, ngay cả chúng tôi cũng như thế đấy. Bởi người ta luôn luôn người ta nói tâm thì họ phải thanh tịnh, bởi vì cái lực của tâm là thanh tịnh và hòa hợp. Cho nên người ta ở đời người ta thường thường nói rằng đoàn kết và hòa hợp, nhưng mà thường thường hướng dẫn con người làm những việc sai trái. Duy chỉ có tâm nó trong cái hòa hợp và đoàn kết ấy, nó còn cái bản thể thân tịnh hiện bày, cái bản thể ấy tức là trong chân tâm và Phật tánh. Vì thế ý giáo phụng hành theo lời chư Phật dạy, không bao giờ dìu dắt và hướng dẫn chúng sanh làm những điều sai quấy để tạo những cái nhân đau khổ. Vì thế cho nên tâm là cái người đại diện, là biết cách nói liền của chư Phật để nhiều cách hướng dẫn mọi người trở về với đường chân nẻo chánh, để được trọn vẹn cái nhân cách của con người mà chúng ta đã vì vô minh tranh mất rồi. Cho nên kể từ giờ phút này cho đến vô lượng kiếp về sau, tôi mong rằng chư Phong Giả hãy trọn đời quy tâm bảo để làm việc chân chánh, nói lời chân chánh, ý nghĩ chân chánh nếu còn tâm. Và nếu đã mất tâm, mất tâm rồi thì tâm và thức luôn luôn nghĩ điều chân chánh, làm những việc chân chánh, không còn tâm thù hận và trả thù với nhau,
cho dù ở trong cái cảnh giới nào thì chư vong giả cũng đem cái tâm từ bi hiểu biết và giúp đỡ mọi đồng loại của mình đều được phát tâm mà quy y để xa rời những cảnh giới đau khổ mà do chúng ta tạo ra. Đó là ba cái điều tối ưu quan trọng. Kể từ giờ phút này, chư vong giả khi họ nhận đi rồi thì phải giữ lấy và luôn luôn hướng về Đức A Di Đà từ về niệm danh hiệu Ngài, cầu Ngài phong quang trợ giúp cho chư hương linh nếu chưa đủ sức để mà giải trừ tất cả những ôn kim nghiệp báo thì nhờ Đức A Di Đà từ phụ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dìu dắt giúp đỡ rộng duyên cho quý vị xa rời những tiên đạo, những cái tâm chấp mắt ấy để mà được có cái sự sống an vui ở kiếp tương lai. Đó là cái mục đích mà cái buổi dạy con thiết định hôm nay làm thế. Giờ đây tôi có vài lời thưa cùng chư vị là những người thân nhân của chư con nhà thưa các vị. Cái nỗi đau lòng không ai hết, chúng ta mất người không phải quý vị. Ngàn kiếp đã mất rồi thì ngàn kiếp không bao giờ gặp lại. Và giờ đây như cái vị MC hoặc là hướng dẫn là không biết thân nhân của mình khi đã xả bỏ cái xác thân không biết về đâu thì giờ đấy tôi cũng có cái lời mà trời duyên cho chư vị thân nhân. Quý vị vẫn tin rằng với cái tâm kiền thành của quý vị, với cái tâm phát khởi tu hành của quý vị sẽ cảm vào mười phương chư Phật. Nhờ cái tâm, thành ý ấy mà cảm vào được chư vong giả, biến chuyển được cái tâm thức của người thân mình đã khuất để hướng về tam bảo sám hối nghiệp bất thiện để rồi chư Phật tiếp nhận mà phản sanh. Thì giờ đây quý vị chỉ tin rằng với cái sức trí thành của quý vị hiện tiền và chư vong giả cũng sẽ phát tâm bởi chư Phật dạy rồi. Bởi vì nếu chúng ta làm cái việc gì mà tâm và ý đều hướng về thì đó là cái sức mạnh vô cùng. Cộng với sự trợ duyên hộ niệm của chư tôn đức tâm thanh tịnh thì dứt khoát là vong giả phải chuyển tâm. Bởi vì thế cho nên bảo rằng phải nhất quán có nghĩa là trên dưới một lòng. Mà cái trai đàn hôm nay là trên dưới một lòng khẩn cầu trên thì thành tâm đảnh lễ mười phương chư Phật hiện tiền chư tôn đức tâm đại diện cho tam bảo làm pháp sự này và hoàn toàn thánh tịnh. Thì còn với cái sự thành tâm của quý vị, tôi tin rằng vong giả ở trong pháp hội này sẽ phát tâm kiền thành sửa sai và được vãng sanh. Đó là một cái điều mà quý vị nên tin tưởng một cách vững chắc. Cái việc thứ hai là không phải bây giờ mà ngay cả trong giờ phút này cho đến khi trai đàn được kết thúc, quý vị cũng phải cùng chư tôn đức tâm bảo tâm lòng dặn lòng rằng hãy giữ tâm mình luôn luôn thanh tịnh, có cái tâm thương yêu, có cái tâm gì tâm thủ hộ cho tất cả những người thân của mình không biết giờ này vơ vơ lạc lõng ở đâu để hướng về, để tâm hướng về tam bảo cầu xin chư Phật chư hiện thánh tăng thể hiện trọn vẹn cái tinh thần, cái bản thể thanh tịnh để trợ giúp cho thân bằng quyến thuộc đã khuất của mình được đủ duyên mà phát thờ ở tâm kiền thành sám hối để được vãng sanh. Đó là cái điều mà tôi mong rằng quý vị tùy duyên, tùy theo cái khả năng của mình mà bố thí cúng dường
làm những cái việc phước báo để hồi hướng công đức này cộng với sự thanh tịnh của hiện tiền chư tâm và chư Phật chứng minh cho cái việc thứ ba nó tối ưu quan trọng chắc rằng quý vị hơn ai hết. Và quý vị cũng đã nghe nhiều hơn ai hết rằng bây giờ trên toàn thế giới này đã xảy ra biết bao nhiêu cảnh tang thương, cảnh con xa cha, vợ xa chồng bởi những thiên tai, hạn hán, động đất và biết bao nhiêu mồ hôi vô chủ vì cái duyên trần, vì vô minh đen tối này mà tạo dựng biết bao nhiêu cảnh giới đau khổ để rồi chúng ta, những người đồng loại của chúng ta vùi thân thể trong. Quý vị là những người còn được phước duyên ở tại đất nước này. Và nhờ sự từ bi gia hộ của Tam Bảo, chúng ta được an bình trong sự sống và ngồi đất để làm lễ hướng về chư vong giả, để mà cầu nguyện cho chư vong giả của mình vãng sanh. Thì quý vị cũng nên thành tâm thành ý hướng về mười phương chư Phật, cầu nguyện cho những đồng bào thân thương của chúng ta, tuy rằng không đồng màu da sắc áo nhưng cũng là một kiếp người lai sanh, cũng là một con người cha giàu. Phật dạy rằng đã mang tên cha biết mẹ thì nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ không sai nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những hương linh bất hạnh ấy được thừa tư cái công đức hôm nay mà Đức A Di Đà từ phụ và Đức Đại Mặc Như Lai như cũng như Đức Giác Hoa Định Tự Tài hãy phóng quang tiết độ cho những oan hồn ấy được thừa tư công đức đồng vạn sanh như thân bằng quyến thuộc của con hôm nay. Có như vậy chúng ta mới nói đến trọn vẹn cái tinh thần của người Phật tử là lấy từ bi yêu thương, lấy trí huệ để ứng xử trong sự sống này. Và tôi cũng rất hân hoan rằng cho dù quý vị là Phật tử hay không Phật tử thì trong những ngày qua cái trai đàn này thiết lập chắc rằng quý vị cũng luôn luôn chân tình để cầu nguyện. Thì trong cái thời gian này các cái nhà môi trường thế giới đang kêu gọi chúng ta dầu là Phật tử hay không Phật tử cùng chung sống hòa bình bằng cách mọi người thể hiện giảm đi cái sự cái tâm hiếu sát của chính mình để thực hiện cái tâm từ bi ấy, cái lòng thương ấy. Nếu nói Phật đạo là cái lòng từ bi, nhưng mà nói ra thế gian là cái tình thương ấy đối với đồng loại của chính mình bằng cách là ăn rau quả, không ăn máu thịt của chúng sanh, để cho cái thế giới, cái trái đất này, cái hành tinh mà chúng ta đương lưu trú nó trở lại màu xanh. Bởi vì chúng ta tạo nhiều cái nghiệp sát quá, cứ mỗi một cái ký thiệt thì cái chất ở cái tham khí ở trong ký thiệt đấy nó sẽ bay lên và âm nóng cái trái đất này. Mà cứ như vậy thì cái hành tinh chúng ta đương ở hai cái tảng đá ở Nam và Bắc Cực nó sẽ ở hành tinh càng nóng thì trái đất này càng nóng, thì hai cái tảng băng ấy nó sẽ tan ra, thì trong cái thế giới của chúng ta lưu trú nó sẽ ngập đầy những nước. Trong cái ngập đầy những nước thì quý vị đã chứng kiến rồi bao nhiêu bệnh tật, bao nhiêu thương thiên tai hạn hán đã xảy ra, và nhất là cái bệnh tật của chúng ta ở trong cái đạo tràng này là ung thư, nào là đủ chức bệnh mà xưa nay chúng ta chưa từng thấy. Như vậy thì
không phải là do trời sanh hay đất đẻ, mà do chúng ta tạo dựng một cái nghiệp bất thiện để âm nắm cái trái đất mà chúng ta lưu trú, để rồi chúng ta nhân chúng ta tạo bất thiện thì cái quả này hay chúng ta sẽ làm gì. Tôi rất hoan hỷ và tán thán công đức của quý vị. Cho dù rằng quý vị không chay tịnh trọn đời, nhưng mà quý vị đã thể hiện được cái tinh thần từ bi trí huệ của Đức Phật đã hướng dẫn, và đồng thời quý vị đáp ứng được cái lời kêu gọi của những nhiều người đã thể hiện cái môi trường trên thế giới là chúng ta chung sống hòa bình, thể hiện cái tình thương. Chúng ta hãy bớt đi cái nghiệp sát và chúng ta hãy thực hiện cái tâm ăn thực vật mà không ăn động vật nữa, để cho phục hồi cái trái đất này nó trở về với cái màu xanh của nó, để chúng ta được sống và chúng ta được an vui và hạnh phúc trong sự sống hôm nay. Đó là cái điều mà chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Trước khi dứt lời thì chúng tôi luôn luôn đảnh lễ mười phương chư Phật, đảnh lễ Đức Đại Chiến Mục Kiền Liên Bồ Tát, vì từ chứng minh phóng quang tiếp độ chư vong giả là người thân của quý vị đang ngồi trong đạo tràng, được thừa tư công đức hôm nay và sự trợ duyên của hiện tiền chư tôn đức tâm mà phát tâm thiền hành sám hối đã được vãng sanh về cảnh giới của Đức A Di Đà từ phụ. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện cho hiện tiền là quý vị ngồi trong đạo tràng này được thâm tâm thường an lạc, luôn luôn sống dưới ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật, nhớ rằng mình là con người hiện hữu, phải có trách nhiệm với cái sự sống này ở hôm nay và trong mai hậu. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghiệp bất thiện tự tán bạn như như. Die.